Chào mừng các bạn đến với kênh Tôi Là Người Cũ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là một cặp đực 3B nha các bạn. Pin lực dữ lắm. Bò tầm 7 tháng tuổi các bạn. Cặp đực 3B này tầm 7 tháng tuổi nha. Con đầu tiên nè, dây hở nè, đầu chà bá nè các bạn. Đó, da mỏng lông sát. Da mỏng lông sát nha. Đòn dài. Bò tầm 7 tháng tuổi, đầu chà bá luôn. Mông to. Chân móng là móng sò hoàn thiện nè các bạn. Đó. Xương cổ lớn, chân móng sò hoàn thiện. Dây hở, lưng thẳng. Cái đòn này hết biết không các bạn thấy không? Đòn dài. Và B, cho mấy lẻ 3 bò đâu ngay giữa lưng nha. Đích cho mấy lẻ 8 bò tầm 7 tháng tuổi các bạn. Đó, cặp được 3B này sàn bò có ngang dữ lắm các bạn. Đó, đít cơ múi, mông to, đít cơ múi nè các bạn. Mông to, đít cơ múi. Chân móng đi hoàn thiện hết các bạn. Mông to, đít cơ múi, chân móng đi hoàn thiện hết. Được 3B này cao 1m03 bò, đít cao 1m08 bò tầm 7 tháng tuổi, ba bì đen. Cặp được 3B này thì chủ báo giá là 30 triệu nha các bạn. Một cặp nha. Cặp được 3B này chủ báo giá là 30 triệu. Con này pin nhiều lắm các bạn, mông chà bá luôn. Đó, dài hở, đầu to, lưng thẳng, chân móng sò, cao 1m03 bò. Đít cao 1m08 bò tầm 7 tháng tuổi, baby đen nha các bạn. Baby đen nha. Bò tầm 7 tháng tuổi, cao 1m03 bò rồi ngay giữa lưng. Đít thì cao 1m08, tầm 7 tháng tuổi. Giá 30 triệu cặp đực 3B này các bạn, 30 triệu nha. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Đó, lưng thẳng, chân móng sò, dây hở, xương lớn, đòn dài, pin dữ lắm các bạn, da mỏng, lông sát, đít các bạn không, chà bá luôn các bạn, mông to nè, cao 1m03 bò, đít cao 1m08, 7 tháng tuổi, cặp được 3B này thì chủ báo giá là 30 triệu các bạn, 30 triệu nha. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Đây, con tiếp theo. Cặp này chủ báo giá là 30 triệu nha các bạn. Con này là BB bông đen. Lưng thẳng, da mỏng, chân móng sò. Đó, dài hở, đòn dài. BB bông đen. Đó, da mỏng lông sát, cao 1m02 bò. Đít cao 1m07. Được 3B này cũng tầm 7 tháng tuổi luôn nha các bạn. Chân móng sò lớn nè. Đó, da mỏng lông sát, đòn dài. Giá 30 triệu cặp được 3B này các bạn, 30 triệu nha. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Đó. Bông đen, bông ức nè. Dây hở, lưng thẳng nè. Cặp đực 3B này cực kỳ pin lực nha các bạn. Chân móng sò nè. Đít cơ múi nè. Chân móng sò, đít cơ múi. Dây hở, đầu chà bá. Dây hở, đầu chà bá. Chào 1m02 bò đi cho 1m07. Bò này cũng tầm 7 tháng tuổi luôn các bạn. Cặp đực 3B này thì chủ báo giá là 30 triệu nha. Hai con nó ngang ngang nha các bạn. Con cao 1m03 bò. Còn cao 1m02 bò. Bò cũng tầm 7 tháng tuổi nha các bạn. Giá 30 triệu nha. 30 triệu. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Lưng thẳng băng. Chân móng sò. Dây hở. Bông ức. Đầu chà bá. Da mỏng lông sát. Cao 1m02 bò đi cao 1m07. Còn lại thì cao 1m03 đi cao 1m08. Bò tầm 7 tháng tuổi. Cặp được 3B này cực kỳ xứng nha các bạn. Giá 30 triệu. 30 triệu cặp được 3B. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.